cầu xin mẹ đó. Khi mà giống như tới cái lúc gì nó tới thì tự nhiên giống như xoay chuyển được. Hay vậy. Năm chiếc bánh chào anh chị em. Năm chiếc bánh đang đi trên con đường nhựa nhỏ để dẫn đến một nơi rất được nhiều người từ Đồng Nai, từ Sài Gòn, từ các tỉnh miền Tây về hành hương, nơi linh thiêng của vùng đất được mệnh danh là xứ dừa ở Việt Nam, đó là tỉnh Bến Tre, trung tâm hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre thuộc giáo phận Vĩnh Long, một nơi linh thiêng của mẹ Maria dành cho con cái khắp nơi. Nhà thờ La Mã ngày nay ở xã Hưng Nhượng, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Trải qua dòng thời gian, nhà thờ La Mã đã có biết bao nhiêu người nhận được ơn của Đức Mẹ Maria. Với lòng tin ở mẹ Maria, họ đã khấn xin, họ được mẹ nhận lời từ ơn phần hồn, ơn phần xác, ơn bình an, ơn chữa lành. Nhiều người đã trở lại tạ ơn mẹ. Nhà thờ La Mã bây giờ là chốn tâm linh, là nơi dừng chân lý tưởng cho những người ngoại đạo, tìm được chốn nghỉ ngơi, tìm được sự bình an thanh thản cho tâm hồn. Đến nơi đây, họ lánh được tiếng ồn ào của phố thị, sống chậm hơn, chiêm niệm ý nghĩa cuộc sống. Những anh chị em không phải công giáo cũng đến đây hàng ngày rất nhiều. Họ đứng bên linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp. Kiến trúc và khuôn viên nhà thờ tuy không mấy bắt mắt, nhưng nơi đây luôn tấp nập người đến viếng, tham dự thánh lễ và tỏ lòng biết ơn đến Đức Mẹ hằng cứu giúp. Khi hành hương ở nhà thờ La Mã Bến Tre, quý vị sẽ có cơ hội được tận mắt thấy bức ảnh Đức Mẹ tôn nghiêm linh thiêng. Bức ảnh tái hiện lại hình ảnh của Đức Mẹ xinh đẹp sắc sảo bên Chúa Hài Đồng, xung quanh là các thiên thần với các trang phục bắt mắt. Bức ảnh được xem như báu vật linh hồn của nhà thờ La Mã. Có nhiều câu chuyện kể lại rằng bức ảnh của Đức Mẹ hằng cứu giúp đã giúp đỡ và ban ơn cho rất nhiều người, kể cả người ngoại đạo lẫn giáo dân, thoát qua nhiều hoạn nạn bệnh tật. Tiếng lành đồn xa nên nơi đây được mọi người ở khắp nơi tìm về nương nhờ và tạ ơn. Nhà thờ nổi tiếng với sự lạ La Mã, vô cùng kỳ bí và linh thiêng. Đó là câu chuyện về bức ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp hồi sinh sau 3 tháng nằm dưới kênh và bị thất lạc. Câu chuyện được người dân thuật lại tóm tắt như sau. Trước đây, nhà thờ La Mã từng có một khoảng thời gian loạn lạc do chiến tranh nên đã phải di tản từ Sơn Đốc xuống vùng Bầu Dơi. Trong quá trình di tản thì ông Nguyễn Văn Hạt, một thành viên trong giáo họ, đã đưa lại bức ảnh Đức Mẹ cho đứa con trai cất giữ. Nhưng rồi nhà con trai của ông cũng bị quân Pháp đánh chiếm và bức ảnh mẹ hằng cứu giúp bị thất lạc từ đó. 3 tháng sau thì một bà lão cao đài tên là Võ Thị Lường đang đi xúc cá ở đồng thì tìm thấy bức ảnh ở một con rạch. Lúc này bức ảnh đã mục nát, mất màu, chỉ toàn bùn, được anh Thành đưa về nhà cất giữ. Sau một thời gian lại chìm trong khói lửa loạn lạc thì bức ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp lại hiện hình khá rõ nét, xinh đẹp rạng ngời, làm mọi người sửng sốt. Tuy chỉ còn phần mũ là vẫn bị mất, sau đó mọi người đồn tay nhau về bức ảnh lạ và người hành hương ở khắp nơi cũng kéo đến để chứng kiến rất đông và đem lòng tin thờ. Tất cả mọi người về đây để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, lời tri ân với Đức Mẹ vì muôn muôn ơn lành Thiên Chúa đã tuôn đổ qua lời chuyển cầu của mẹ. Với những ai một lần đến La Mã, ít nhiều gì đều cảm nhận mình đã được nhiều và thật nhiều ơn lành mà mẹ đã chuyển ban. Cho đến nay, nhà thờ La Mã đã có lịch sử hơn nửa thế kỷ qua.
bức ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp vẫn là biểu tượng thiêng liêng, tôn kính của nhà thờ. Nhà thờ La Mã là một trong ba trung tâm hành hương của Việt Nam. Từ khi chuyện lạ La Mã được đồn tới tai người dân quanh đây, lượng du khách đổ về nhà thờ càng đông. Cho đến bây giờ, nhà thờ La Mã vẫn luôn thu hút được sự quan tâm lớn với các tín đồ. Nhà thờ La Mã là một nơi linh thiêng được mọi người rất tôn kính và tin tưởng. Mẹ Maria, mẹ hằng cứu giúp, mẹ luôn cứu giúp tất cả những ai chạy đến kêu cầu với mẹ. Dấu ấn mẹ đã làm ở vùng đất nghèo này chẳng bao giờ phai nhòa được, dẫu cho lịch sử cứ dần trôi. Đến với mẹ hằng cứu giúp, đến với mẹ La Mã, chẳng ai về tay không. Kẻ được ít, người được nhiều. Kẻ được ơn về tinh thần, người lại được ơn về vật chất. Ít nhiều gì không biết, nhưng tất cả hội tụ về đây để nói lên lòng tri ân ấy. Như La Vang ngày xưa cũng thế, chốn nước độc rừng thiêng ít người lui tới, thì mẹ đã làm dấu lạ. Nơi nước độc rừng thiêng ấy nay được nhiều người biết đến và chạy đến nhờ sự hiện diện của mẹ, và cũng nhờ biết bao nhiêu ơn mẹ đã tuôn trào ra từ miền đất dữ này. Bầu Dơi La Mã Bến Tre cũng vậy, một địa danh thực sự ít có ai biết đến, nhưng ngày nay trở thành trung tâm hành hương của địa phận Vĩnh Long, gọi là trung tâm hành hương. Nhưng sự hiện diện của trung tâm này nhỏ bé, khiêm hạ, như mẹ hiện diện trước ơn lành vô cùng to lớn của Thiên Chúa. Đến với trung tâm hành hương La Mã Bến Tre, một lần nữa, mỗi người lại thấy ý nghĩa thật của chuyến hành hương. Điều kiện sinh hoạt tối thiểu, nó cũng khiêm tốn như vùng đất nhỏ bé này. Tuy nhỏ bé, tuy cách trở ấy, nhưng nơi đây lại gói ghém một mối tình thật lớn của mẹ dành cho con. Mẹ thích làm dấu lạ trên những cuộc đời nhỏ bé đơn sơ. Chúng tôi đến đây để nghe những câu chuyện phép lạ của mẹ Maria. Bức ảnh mẹ Maria rất linh thiêng. Nhiều người đến đây cầu nguyện trước linh ảnh của mẹ và đã được ơn như lòng nguyện ước.